Xin chào tất cả mọi người. Và chính thức bộ trang phục mới của vị tướng Batman rơi địa ngục đã ra mắt liên quân bay Việt Nam trong đêm nay. Với tính năng trang phục đó là bộ giáp được tạo riêng cho Batman, đôn răng giáp mây cương hóa Batman đến khôn cùng, âm hiệu ma lực vang vọng từ địa ngục. Wow, bộ trang phục có hiệu kỹ năng nha mọi người. Kèm theo là hiện tại anh em có thể nhìn thấy đó là màu đỏ và màu đen được chuyển qua với bộ trang phục này. Và với giá bán lẻ với bộ trang phục này đó là 379 quân huy bộ trang phục bậc S. Mình sẽ tiến hành mua cho anh em xem qua với bộ trang phục này nha. Nếu mà anh em đặt quân tướng thì mình khuyên anh em là nên mua combo vì sẽ là giảm giá từ 30%, giảm giá 30% xuống từ 1.000 quân huy xuống còn 262 quân huy. Thật sự rất là rẻ luôn anh em ơi. Đây là Batman và Batman rơi địa ngục mua combo giảm giá 30%. Mình sẽ mua bật test luôn cho anh em qua về một trận đấu thường và cũng như là một cái phần đấu luyện anh em có thể theo dõi tốt hơn về cái bộ trang phục này nha. Mua luôn này. Ok, bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm cho anh em qua về cái bộ trang phục này nha. Mình sẽ nâng cấp nó lên đã, ok. Và cộng chiêu cho vị tướng Batman, bộ trang phục rơi địa ngục. Một siêu phẩm ra mắt của vị tướng Batman. Thật sự đây là bộ trang phục đẹp nhất vị tướng Batman rồi. Đây là hiệu ứng biến về, mình sẽ cho anh em theo dõi được này, có hiệu ứng luôn. Đó, Batman của chúng ta có cái sợi dây bắn lên trời và sau đó là được kéo đi và đấy là biến về. Đây là mình sẽ cho nhỏ cái thu nhỏ cái màn hình xuống cho anh em có thể theo dõi được này. Đó, rồi bay đi, rồi chạm xuống đất. Và đây là hiệu ứng nha. Từ những đòn đánh thương anh em có thể nhìn thấy này. Đó, khi mà tay của vị tướng Batman đỏ lên đó là sử dụng bộ kỹ năng chiêu đầu tiên. Và anh em có thể nhìn thấy là những cú đấm của vị tướng Batman của chúng ta cũng phát ra hiệu ứng rất là đẹp luôn. Rơi địa ngục kiểu gì mà mình không để mình cũng thể có thể nhìn thấy như kiểu cái tia điện anh em ơi. Đó, rồi đến chiêu 2. Rồi đây là cái phi tiêu của vị tướng Batman ném này, anh em thể nhìn thấy là một cái ánh sáng trên đầu của cái con quái mình ném vào nó ghim thẳng này anh em ơi. Đó, anh em nhìn chưa, rồi choáng này. Mình sẽ test thật là kỹ càng về cái bộ trang phục này cho anh em có thể theo dõi được nha, và sau đó là tiến hành chơi một trận đấu để anh em có thể theo dõi được. Đây là về chiêu cuối đó, bay này, trời đất ơi đẹp quá, tàng hình. Và sau đó anh em thể nhìn thấy là tàng hình này lao tới này, có rất là nhiều hiệu ứng. Lúc mà tàng hình thì có rất là nhiều cái mình cũng không biết là miêu tả kiểu gì nữa, tại vì anh em thể nhìn thấy rất là nhiều cái tia đỏ bay bị Batman hút vào đó. Ok, phóng xa ra cho anh em thể theo dõi tốt hơn. Rồi lao luôn. Ok, thật sự rất là đẹp luôn. Và với giá bán cực kỳ rẻ, mình biết là Batman khá là nhiều anh em đã sở hữu vị tướng này rồi, mua chỉ tốn hơn 200 quân huy anh em. Ok, tìm thấy trận đấu rồi, bây giờ mình sẽ test nhanh cho anh em qua về cái bộ trang phục này nha. Và các trang bị cho vị tướng này mình sẽ để trong clip anh em có thể theo dõi được. Đấy, anh em thấy gì đấy là cái phong cách chạy của vị tướng Batman này. Thật ra thì bộ trang phục này nó đậm chất hơn so với cái bộ trang phục trước đây của vị tướng Batman. Đó, đôi cánh đại dương thì phải, mình cũng quên rồi. Ok, không sao. Nhưng mà anh em thể nhìn thấy là cái áo choàng màu đen này kèm theo là về cái ngoại hình thì cũng màu đen rồi. Cái này thì lúc mà tàng hình thì thôi, thật sự thì rất là bá đạo nha. Rồi bây giờ mình đang phải solo với vị tướng Ryoma anh em ơi. Ok, đợi Ryoma lên cao ấy. Nhất kích tất sát sượt rồi bạn ơi. Rồi, wow, nửa quay mất khá lắm máu anh em ơi. Thật ra thì Batman của chúng ta cứ tận hưởng đi. Mình tin chắc một điều, trong những phiên bản sau Batman chúng ta sẽ phế. Tại vì sao nhờ? Tại vì sao mình khẳng định như thế? Hiện tại mình mới review qua cho anh em về những cái trang bị mới bên bản thử nghiệm Liên Quân Vai dành cho các vị tướng trợ thủ. Và có một món đồ xoay được bản đồ anh em ơi, phát hiện được ra những cái vị tướng có thể tàng hình và núp bụi. Đấy, rồi bây giờ thì mình sẽ băng trụ và bộc phá chiến công đầu rất thơm. Cái trang bị đấy không biết anh em đã xem qua mình review chưa. Thật ra thì nó không khác gì cái bộ kỹ năng của vị tướng Lindy phát hiện được mục tiêu đang tàng hình. Vậy nên Batman của chúng ta bây giờ có khả năng tàng hình thì tàng hình thật. Nhưng mà gặp trợ thủ lên cái đồ đấy thì chắc chắn sẽ bị phế thôi. Tại vì cái điểm mạnh nhất của vị tướng Batman đó là tàng hình mà, gây cái sự bất ngờ và đột biến và đi gánh tốt hơn. Nhưng mà bây giờ mà bị phát hiện rồi thì làm được cái gì, làm ăn được cái gì đúng không? Ok. Quay. Trời ơi đừng có chơi thế chứ, đừng chơi thế Ryoma ơi. À bạn này vẫn căng anh em ơi. Rồi, mình té đây.
Cái gì mà căng thế trời. À có lẽ vẫn được solo được anh em ơi. Mình sẽ phải cần sự hỗ trợ của vị tướng Malok. Hay quá Malok ơi. Nhưng mà chém xịt rồi. Chém xịt rồi, Ryoma đã nhảy thành công. Trang bị cho vị tướng này mình sẽ để trong clip anh em có thể theo dõi được nha. À, không biết là anh em đã mua cái bộ trang phục này chưa. Thật ra thì mình thấy nó cũng rất là rẻ mà. Nếu mà anh em nào sở hữu tướng rồi, nếu mà chưa có tướng thì mua cũng khá chát. Mà có tướng rồi thì đơn giản thôi. Mà mình thấy Batman hiện tại giờ leo danh cũng rất bá đạo. Có việc khả năng đi đường đi rừng hoặc là đi solo đường. Trong trận đấu này mình đang đi cùng với vị tướng Malok nha. Để cho ra fit solo đường dòng một mình. Wow, cẩn thận. Anh em sẽ phải cố gắng cướp được cái con rồng này. Hiện tại thì team bạn đang có khá là nhiều. Ôi đánh nhau to. Bây giờ mình sẽ phải chạy ra và hỗ trợ đội này. Bây giờ sẽ là mạng của vị tướng Nakroth sẽ nào. À đâu, Murat. Ok, một mạng ném phi tiêu chết luôn. Mình bật tàng hình và bắt đầu lao tới anh em ơi. Hai người chỗ này nha, rất yếu máu này. Mình có cả bộc phá mà. Ok, bộc phá triple kill rồi. Đây là mạng Quarakill. Trời đất ơi, le. Ôi, gần phút đấy, chính thức phút thứ 3 mình được Quarakill anh em ơi. Vãi chửa luôn, 3 phút đầu tiên ăn Quarakill rất là nhanh và rất là đơn giản. 4 mạng. Và đây là mạng thứ 5 Megakill nào, Megakill. Trời ơi, đừng ném tôi. Megakill, trời ơi. Nó câu thời gian quá, mình sẽ thử chiêu cuối luôn và cố gắng bắt được Megakill. Nhưng mà đáng tiếc vậy, huyền thoại mới đen chứ. Ăn 5 mạng, thật sự ăn 5 mạng. Nhưng mà cái mạng thứ 5 của mình nó khoảng cách nó, thời gian nó xa quá. Không là phát đấy là mình được Mega thôi. Chỉ được qua là kill thôi. Nhưng mà dù sao thì đây là một cái Mega không chính thức. Tại vì là cũng ăn 5 mạng đấy. Nhưng mà cái thời gian thì nó lâu hơn. Ok. Bây giờ rất là xanh rồi. Thử xem nha. Một combo đặt mạng được vị tướng ở đây á. Ném này, đánh này. Ok, làm choáng vào chiều cuối này. Đó anh em ơi, một combo là xác định Ryuma đã phải lên bản điểm số rồi. Đơn giản quá. Từ từ nha, đang có Nakroth đấy. Anh em cứ từ từ thôi. Sự thật là có bộ trang phục sẽ đánh tự tin lên rất là nhiều. Kể cả đòn đánh thương cũng có hiệu kỹ năng chiêu 1, chiêu 2, kể cả chiêu 3. Hiệu ứng biến về cũng có nhưng mà nó chỉ là đơn giản thôi, nó không gì đặc sắc. Ok, mình sẽ lao tới đây anh em ơi. Ném này. Rồi, tiếp tục chiêu cuối. Ok, một mạng vào. Ôi trời ơi, kia. À, vẫn chạy. Rồi, hay quá. Lên 3 điểm số luôn anh em ơi. Chơi luôn nào, băng trụ luôn bạn ơi. Ơ kìa, không ai băng trụ à. Thôi, chơi đến cùng anh em ơi. Ok, mình đã phải lên bảng rồi. Nhờn quá đi mà. Nhờn quá, ai bảo tôi nhờn quá đi. Trời ơi, thôi, lần này thì biếu mạng hết cho The Flash rồi. Té đi anh em ơi, chạy đi, chạy nào. Ok, triple kill kìa. Wow, quá là kỳ khủng. Thật sự thì cái bộ trang phục này ra mắt cũng khá bất ngờ. Mình cứ nghĩ là nó còn lâu nó mới ra mắt cơ. Vậy nên là bây giờ sẽ chuẩn bị ra mắt những cái trang phục khác như kiểu của Zuka. Cái Zuka bàn chải đánh răng hay Zuka bầu gấu bông gì ấy thì mình thấy bên Garena Linko Mobile bên Đài Loan đã ra mắt rồi. Việt Nam thì cũng sớm ra mắt rồi anh em ơi. Batman Rơi Địa Ngục ra mắt rồi thì chắc chắn sẽ sớm ra mắt cái bộ trang phục này. Kể cả Achit siêu sao bóng chày. Ok, rồi. Sao thật thì bây giờ là mình gặp Ryoma là mình sẽ phải bắt luôn anh em ơi. Căn bản thành niên này bây giờ yếu quá rồi. Yếu quá rồi thì làm ăn được cái gì, chị em làm sao mà thích được. Ok rồi, 912 rất là xanh luôn. Đấy nhá, à, đây có rồi ấy. Chạy nhanh thế, giờ flash ơi. Rồi, sẽ tiến hành giãn rồng này. Ok rồng. Đó anh em thì nhìn thấy tích cái chiêu cuối cực kỳ đẹp luôn này. Đấy nhá. Chạy nhanh quá, mình sẽ bắt Ryoma này. Ui level 6, level 9. Thoạt kinh khủng đi được ấy. Một mình hủy diệt tất cả nào. Chạy đâu, The Flash ơi. Thôi chạy nhanh quá anh em ơi. Tiến hành chạy lên top để bắt Nakroth nào. Bây giờ mình đã ăn tròn chỉnh 10 mạng rồi. Đã ăn tròn 10 mạng rồi anh em ơi. Đây nhá. Lần này thì Nakroth chạy đâu? Chạy đâu bạn ơi? Mình sắp hồi rồi, có bộc phá này. Ok, bộc phá. Nhưng mà nhanh tay Nakroth thì mình nhanh tay quá. Ôi, chết nổ. 11 mạng. Wow. Phút thứ 6 ăn gỡ mạng quá là ghê tởm anh em ơi. Thôi cả đi đồ hàng mất rồi. Thật ra thì clip review này cũng khá là nhanh. Nhưng mà thôi, chủ yếu là review qua trang phục cho anh em có thể theo dõi tốt hơn. Và anh em
nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha anh em. Nhớ dạng bỏ ra kể cả một chút thời gian bật thông báo thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.